Hello, mình chào các bạn ha. Video hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn cách hầm gà lá chanh nguyên con thơm ngon. Nếu các bạn thích video này, hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ ha. Cảm ơn các bạn. Thank you.
Tới đây là món gà hấp lá chanh của mình đã xong các bạn ha. Các bạn thấy có ngon không? Các bạn thấy hay, ngon, hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ ha. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngon miệng.